Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình lại có một chiếc xe đua và rất là nhiều xe. Hôm nay xe đua đội hình của mình lại tham gia một cuộc thi thử thách nha. Đây là một cây cầu tô xuống dưới núi này các bạn ơi. Đó, đây là một cây cầu rất là dài nha và rất là xa luôn. Bây giờ xe của mình sẽ tăng tốc nha và chuẩn bị tới khúc bay lên rồi. 1, 2, 3, nhảy lên nào. Và phía trước của chúng ta là một đường đua khác kìa các bạn ơi. Đó, mình sẽ cố gắng đáp xuống đường đua này. Và phía dưới là có rất là nhiều xe ô tô và có 6 chiếc xe ô tô luôn. Hên quá các bạn ơi, mình bị lật rồi nhưng không sao, mình là xe đua địa hình đó, mình có thể cho nó trở lại vị trí đầu đường rồi. Bây giờ nhảy qua xe này, không thành công rồi, lùi lại thôi. Bây giờ mình phải nhảy qua cái ô tô này. 1, 2, 3, nhảy qua rồi, thành công rồi. Tiếp tục mình vô đường đua tiếp theo các bạn ơi. Đây là một thử thách, nhảy qua nào đó. Trời ơi, xém nữa là mình rơi xuống dưới luôn các bạn ơi. Ở dưới là vực thẳm nha. Rồi, để tiếp nào, bây giờ mình sẽ phải tung vô trái banh này. Rồi, tung vô một trái banh. Rồi, tiếp tục tung vô trái banh tiếp theo nào. Rồi, đây là một cái vòng xoắn ốc. Giờ nhảy lên, chua, có chân trúng. Rồi, thành công rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình lại bị rơi ra ngoài ngay chỗ này rồi. Bây giờ mình cố gắng mình bay lên coi có đáp vô đâu được không. Không thành công các bạn ơi, vậy là mình thất bại rồi nha. Bây giờ mình sẽ về mình lấy xe khác để mình tham gia thử thách thôi các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi, mình có 6 chiếc xe đua nè. Bây giờ mình lấy chiếc xe đua thứ hai đi. Đây là xe đua siêu xe Lamborghini nha các bạn nha. Rồi ok, bây giờ xe đua của mình sẽ tham gia cuộc thi thử thách nha. Đấy, mình vừa tung vô một cái bóng và đường đi này có vẻ là dễ hơn này các bạn ơi. Đó, chạy với tốc độ rất là cao. Rồi xuống đường đua màu tím nè. Đó rồi, bây giờ phía trước của chúng ta rất là nhiều chướng ngại vật. Nhiệm vụ của mình là phải tung vô chướng ngại vật thôi. Tung vô và tung vô nào. Đó, tiếp tục thôi các bạn ơi. Chúng ta tung càng nhiều chướng ngại vật thì chúng ta càng có nhiều điểm và sẽ chiến thắng nha. Tung vô thôi. Ở đây, tung vô nào. Và đây là cái bánh xe. Tí nữa là mình sẽ phải tung vô những cái chai nữa các bạn ơi. Chai đó là chai vô linh đó. Và đây là một cái thùng phi. Wow, và rất nhiều luôn. Tung vô nào. Rồi, đây, wow, đây có một bức tường các bạn ơi, mình phải nhảy qua bức tường, nhảy lên. Không thành công các bạn ơi, bức tường này cao quá. Không sao, mình sẽ lùi lại. Mình tung vô cái cửa rồi. Rồi, đó, mình nhảy rất là cao. Bây giờ nhảy lại, 1, 2, 3, nhảy nào. Cũng không thành công luôn. Rồi, mình phải thử một lần nữa các bạn ơi. 1, 2, 3, nhảy. Rồi, thành công rồi các bạn ơi. Và đây là lại một đường đua khác nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ dừng ở đây và phía trước của mình rất là nhiều xe đua địa hình khác nhau nè. Rồi mình sẽ dừng lại, bây giờ mình sẽ leo lên xe đua địa hình này. Đây là một xe đua địa hình có 6 cái bánh. Rồi lên đường thôi các bạn ơi, nó đổ sang màu xanh rồi kìa. Bây giờ mình lại tiếp tục tham gia cuộc thi thử thách thôi. Đó, rất là nhiều xe đua địa hình ở đây luôn. Rồi và bây giờ là một con đường thử thách lên dốc nha, để xem động cơ của mình có mạnh không. Đấy, lên dốc rồi các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Xe này rất là mạnh đó. Các bạn thấy hai ống khói của nó xì khói đen nó rất là nhiều kìa. Chứng tỏ rất là mạnh và đã thử thách thành công. Chặng đường lên dốc. Bây giờ tiếp theo là chặng đường vòng cung nha các bạn nha. Bây giờ mình phải vượt qua con đường nhỏ này và sẽ đến chặng đường vòng cung. Đó là phải ủi tất cả các chai bu linh này xuống dưới đất nha. Rồi, mình sẽ ủi cho nó ngã nha. Đây là chai đầu tiên. Tung vô rồi, nó bị đổ rồi. Tiếp theo là chai thứ hai. Coi chừng nữa mình tung quá đà mình sẽ lọt xuống dưới vực thẳm. Rồi, thành công rồi. Và đây là chai bu linh thứ ba. Thành công luôn rồi các bạn ơi. Tiếp theo, thứ tư nè. Còn một chai cuối cùng bên đây thôi. Cố lên rồi. Thành công rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ qua một con đường khác. Đây, chỗ này là qua một con đường khác rồi. Đây là lại một con đường xuống dốc này các bạn ơi. Đấy, và phía trước của chúng ta là hai quả banh. Mình mà tung trúng hai quả banh này là mình sẽ bị thua đó. Rồi, chuẩn bị nhảy lên. Ê, né quả banh ra, né qua. Rồi, nhảy lên, nhảy lên. Ê, rồi, xém nữa là trúng quả banh. Rồi, được rồi, xém nữa là rơi xuống dưới nước luôn các bạn ơi. Phía dưới của mình là nước kìa. Bây giờ mình phải sẽ quay đầu xe nha. Ê, coi chừng. Rồi, mình phải quay đầu xe từ từ. Rồi sau đó tiếp tục mình tham gia cuộc thi thử thách các bạn ơi. Nếu mà mình ghe xe mà mạnh cái là mình rơi xuống biển luôn đó. Ở dưới nó là nước rất là nhiều. Và phía trước của mình còn rất là nhiều cuộc đua rất là thú vị kìa. Đấy rồi, mình chuẩn bị đã vượt qua thành công rồi. Đi thôi. Ê, coi chừng lọt cái bánh xuống dưới. Rồi, thành công rồi. Bây giờ là mình tới con đường tiếp theo này các bạn ơi. Đây là một con đường tiếp theo, phải chui qua cái chỗ này. Rồi, vô con đường mới nè. Hey, nhảy qua. Rồi, vô con đường màu vàng nữa các bạn ơi. Ôi, bị lật rồi nhưng không sao. Rồi, lùi lại thôi. Đó, các bạn thấy không, phía trước của mình là các xe mô tô phân khối lớn nha.
tung vô cái thùng rồi. Bây giờ mình sẽ chạy tới nơi rồi. Đó, các bạn thấy xe mô tô phân khối lớn không? Bây giờ mình sẽ xuống xe thôi các bạn ơi. Mình sẽ lựa chọn một trong cái xe này đây, mình lựa chọn xe ngoài cùng luôn. À, bây giờ mình tiếp theo là phần thử thách tiếp theo nè. Mình sẽ đi một con đường rất là nhỏ lên cầu thang các bạn ơi. Đó, các bạn thấy cái bậc thang nè. Bây giờ mình phải chạy lên đó thôi. Ui, coi chừng nha, mình phải thắng lại và đi rất là từ từ và rất là khó đi luôn. Đó, coi chừng lo. Trời ơi, qua con đường rất là nhỏ này. Trời ơi, coi chừng té xuống dưới nước đó. Đấy, vượt qua, nếu vượt qua đường này là mình sẽ tới cái máy bay màu xanh và dùng máy bay để bay đi nha. Ê, cẩn thận. Ê, trời ơi, bị lọt xuống rồi các bạn ơi. Wow, vậy là mình thất bại luôn rồi các bạn ơi. Đó, mình lọt xuống biển mất tiêu rồi. Bây giờ mình đổi xe này thôi các bạn ơi. Ê, đây là xe tải hủy diệt nè. Đó, để xem xe này có vượt qua được thử thách không. Các bạn xem video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Mộc Duy Toy, Bus City, Cúc City và Hồng Phúc TV nữa nha các bạn nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha. Các bạn xem tiếp video nha.
Ok, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Mộc Duy nha. Hôm nay chúng ta có rất nhiều xe thử thách nè. Nhưng mà cái xe của chúng ta hôm nay đã không thành công nha. Đây chỉ là game thôi, các bạn nhớ đăng ký kênh hộ cho Mộc Duy nha. Best City và Trúc City nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha.